Ô, lại là Quỳnh đây. Một chén yến chưng, mình sẽ tiếp tục càn quét nhà hàng Nhật. Hàng này nằm ở trên con hẻm 15E Lê Thánh Tôn quận nhất nha mọi người. Trái quẹo phải, quẹo trái quẹo phải là tới cái quán à. Chỉ cụ thể là nằm ở 15E sẹt 32 nè. Đây có cái camera gì ngộ lắm. Với chị mình đứng cả buổi ở cái camera đó luôn á. Khi soi soi gương mặt xong rồi thì mình rửa tay sạch và vô nhà hàng thôi. Menu của quán, nghe chị mình nói là nhà hàng này tới hơn 100 món Nhật một lần đó mọi người. Và nhìn menu thì giá cả phải chăng lắm. Mỗi món cả một combo như thế này nè mà chỉ có 120.000 thôi à. Hồi nãy mình ăn là cái hồi sống nha. Đây là phần tiếp theo của mình nè. Thịt không biết nó sốt với cái gì mà nó ngon, giả men không quá mặn mà không quá ngọt. Ô, mình ăn mình cũng chấm với cái sốt đó luôn là mọi người hiểu rồi đó. Màu trắng trắng hồi nãy có miếng thịt á. Cái đó củ cải trắng với lại cá ngừ nha mọi người. No nê nóc luôn. Vậy mà cái bill chưa tới 1 triệu nữa. Là canh rong biển. Mọi người thì biết cái tật của mình ăn rồi đó. Cái nào mà